Unit 6. Help the animals. Lesson 3 and 4. Vocabulary. Duck. Goat. Chick. Parrot. Spider. Duck. D-U-C-K. Duck. Goat. G-O-A-T. Goat. Chick. C-H-I-C-K. Chick. Parrot. P-A-R-R-O-T. Parrot. Spider. S-P-I-D-E-R, spider. Ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cấu trúc hỏi và trả lời xem đây là những con vật gì. Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là what are these? Câu trả lời sẽ là they are cộng với they are, cộng với tên con vật ở dạng số nhiều. Now we are going to ask an answer. What are these? They are ducks. What are these? They are parrots. What are these? They are goats. What are these? They are chicks. What are these? They are spiders. Okay? Rồi, các bạn sẽ cùng nhau học bài và làm bài tập. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo nhé. Goodbye, everyone!